Ok, xin chào mọi người, chúng ta cùng đến với buổi tập ngày 9 tháng 3 của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là cái buổi tập mà có khá nhiều cầu thủ Hà Nội đã quay trở về với câu lạc bộ để chuẩn bị cho cái trận đấu tại AFC Champions League. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn không nhiều các cầu thủ Hà Nội tại U23 Việt Nam. Đây là Lương Hoàng Nam, cầu thủ mà đã phải tập riêng trong suốt mấy ngày gần đây. Hôm nay thì Nam đang nhận thông tin vui là thứ hai có thể tập trở lại cùng toàn đội khi mà chân của em bắt đầu đỡ hơn rồi. Các cầu thủ thì vẫn có những cái bài tập rất chi là hay ho đến từ trợ lý huấn luyện viên Park Sung Hyun. Anh em nhìn thấy xa xa hôm nay đội tuyển đứng hơi xa, mình quay không rõ được, đứng xa quá các bạn ạ. Đấy, đây là tổ thủ môn đón chào sự có mặt của Văn Biểu, SHB Đà Nẵng. Biểu đang bắt gôn các bạn. Đây là Hernan Inie bắt những cái tình huống bóng bổng đấy, các bạn vừa nhìn thấy nó hơi lỗi, đang cố gắng sửa cho Inie. Cầu thủ này cần phải nỗ lực rất là nhiều nếu muốn trụ lại tại U23. Các cầu thủ tiếp tục tập cái bài giống hôm trước, một người thì chống đẩy, một người bên trên thì cũng dựa vào lưng đấy để chống đẩy tiếp. Nói chung này là những cái bài tập mà bắt đầu đến lúc sẽ phải lặp đi lặp lại rồi các bạn nhé. Hôm nay thì đội tuyển tập hơi xa so với mình quay cái này nó hơi xa, mong anh em chịu khó nhìn xa một chút. Huấn luyện viên hôm nay thấy Bắc hôm nay mặc cái áo đỏ rất là nổi bật, khác biệt so với cái cả áo màu vàng còn lại. Đấy, anh em nhìn thấy Đình Trọng mặc áo đen kia. Thứ nhất là trời lạnh, thứ hai là nhiều khả năng cậu ấy cũng muốn là giảm kg chẳng hạn. Mình cũng không biết rõ vì em phải hỏi cầu thủ cơ. Ở cái phía phần sân bên kia các bạn kìa, chính là cái phần sân của câu lạc bộ Hà Nội tập ấy. Hà Nội tập đá trên sân cỏ nhân tạo nên Hà Nội sẽ tập sân cỏ nhân tạo. Này thì các cầu thủ sẽ sau khi khởi động kỹ như này thì họ sẽ bước vào những cái bài tập chiến thuật các bạn nhé. Bắt đầu đến cái guồng quay chiến thuật rồi và họ sẽ tập rất là nặng. Hy vọng là các cầu thủ sẽ ok trong cái quãng thời gian này. Lo nhất là các cầu thủ chấn thương các bạn nhé. Bài tập nhìn rất là dễ tập đúng không bạn? Bước một bước xong khi chân xuống. Đấy là ok. Còn Đình Trọng với Tiến Dũng ở lại tại câu lạc bộ Hà Nội. Đây là cái bài tập năng giúp cái sức chịu đựng của của đầu gối này các bạn này. Đấy, đầu gối phải rất là khỏe thì mới chịu được cái bài tập này. Bạn nào mà có tiền án tiền sử về đầu gối thì nói chung là không nên tập những cái bài tập như này, đau lắm, đau chân lắm. Nói chung là tập kỹ, khởi động kỹ như này thì phần cơ của các cầu thủ nó sẽ rất là tốt và tránh được rất nhiều chấn thương ấy. Đây là Hà Đức Chinh các bạn nhá, hai mình theo dõi Hà Đức Chinh một chút. Thì hôm qua những thời gian tác nghiệp quá ngắn nên chúng ta chưa được theo dõi Hà Đức Chinh nhiều. Chinh thì mang áo số 18, đi đôi giày của hãng Mizuno. Và nói chung là Chinh vẫn là một quân bài rất là quan trọng trong màu áo của từ đội tuyển cho đến U23 Việt Nam. Lối chơi của Chinh thì băng cắt và càn lướt, khiến cho các cái trung vệ rất là khó chịu. Đặc biệt là với những cái trận mà cần tiền đạo chơi bóng áp sát và khiến cho đối phương phải nhanh chóng xử lý quả bóng ấy, thì Trinh rất là hợp, gây áp lực lên cầu thủ đối phương là khiến cho các cầu thủ đối phương là hay bị mắc lỗi. Bài tập này nhìn giống nhảy ếch các bạn nhỉ, hai tay lên trời sau đó nhảy ếch. Đấy đấy các bạn nhìn, trợ lý
Park lại bắt đầu cho cái bài tập. Tôi hình dung cái bài tập này giống tập bò lắm, tập bò ngang lắm. Tập bò này không biết là cái cơ này sẽ để xem nào, cái cơ vai và cơ, chúng ta sẽ xem Hà Đức Chinh tập nhé. Chắc chắn là cái bài tập kiểu như này để các cái cơ nó rất là tốt đấy. Trông buồn cười nhỉ, Hà Đức Chinh đấy. Các bạn nhìn giống con ếch nó bò bò nhìn giống bò tập bò nhỉ. Chúng dưỡng rất là thú vị. Nói chung là thầy trợ lý thể lực lần này có rất là nhiều những cái bài tập thú vị các bạn ạ. Tôi rất là khoái cái anh trợ lý này. Đi tác nghiệp có nhiều hình ảnh độc lạ các bạn, là anh em cũng thích. Rất là hay, cầu thủ cũng rất là vui. Đấy các bạn nhìn thấy một bầy ong vàng đang tập luyện. Đội tuyển thì có hai bộ quần áo để tập là bộ quần áo đỏ, bộ quần áo vàng. Hỏi anh em thì họ bảo là nói chung là các trợ lý về giặt các thứ rất là nhờ khách sạn giặt đấy, chứ không phải là tự giặt tay được. Giặt xong bắt đầu phơi phong mặc. Đấy, Hà Đức Chinh từ xa xa các bạn nhé. Này mình cố gắng theo dõi Hà Đức Chinh xem bạn tập nha. Anh em mình sẽ cố gắng mỗi ngày theo dõi được bạn này, ba mấy bạn như này thì mình không thể theo dõi được hết, nhưng mà mỗi người sẽ cố gắng được một chút nào đấy. Anh em chịu khó thích ai thì căng mắt quan sát một chút, các bạn thông cảm cho anh em phục vụ các bạn không được chu đáo thì anh em bỏ qua. Theo dõi ba mấy bạn như này thì nó thật là nó cũng khối lượng rất là lớn, ngoài cái việc mà đi tác nghiệp làm những cái tin bài thì phục vụ cho anh em khán giả cũng rất là cố gắng rồi. Sân cỏ Myanmar thì rất là đẹp, ngày nào cũng tập nhưng mà cái chất lượng mặt sân rất là tốt, ổn. Nói chung là ai mà kiểu thi đấu trên cái sân này quá là tuyệt vời, không có gì để bàn cãi nữa. Chúng ta cùng xem một chút các cái thủ môn tập nhé. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh có những cái bài tập rất chất lượng đấy. Đấy, các bạn xem văn biểu của Đà Nẵng này, văn biểu chuẩn bị bước vào cái phát tập của mình, biểu có cái khả năng phản xạ khá tốt đấy. Đấy, chúng ta đến Inie. Người con của núi rừng. Úi dồi, quả đấy khó quá, không bắt được. À, pháp rất khó, không bắt được. À, nhưng mà Đức Cảnh đã tạm dừng để tập này. Đấy, bây giờ cái bài tập này cũng hay này. Bài tập này là bài tập chuyền bóng một chạm phối hợp tam giác. Các bạn nhìn chuẩn bị phối hợp tam giác. Đấy, thầy Park yêu cầu các bạn là di chuyển sang bên này. Lê Huy Quang làm việc rất là chăm chỉ, ông hiểu rõ tất cả những cái lời nói của ban huấn luyện và truyền đạt đến các cầu thủ rất là tốt. Rất đông các bạn nhỉ, một đoàn quân. Đấy, chuyền bóng một chạm này, xong rồi phải ghi bàn vào cái chỗ vạch hai cái marker kia. Nhưng không phải đơn giản đâu. Anh em nào chơi bóng thì biết, một chạm này. Đấy, các huấn luyện viên phải dừng lại để nhắc nhở đấy. Chung là cái bài này là cái bài mà sẽ tăng cái khả năng phối hợp di chuyển với cả xử lý bóng của các cầu thủ trong cái tốc độ rất là cao. Một chạm. Anh em nhìn chưa? Đấy, rất là cao luôn đấy, không hề đơn giản một tí nào đâu. Ok, cái Trinh tập luyện như này, Trinh chuyền bóng đấy. Trinh thì chuyền không phải là khả năng tốt của Trinh cho lắm,
bằng khả năng sút, trình dứt điểm tốt hơn. Đây, xem khu vực bên này có sự có mặt của Đình Trọng, xem là bạn ấy tập nha. Trọng nổi bật trong cái áo khoác, trong khi các cầu thủ khác thì cởi hết áo khoác rồi thì Trọng vẫn mặc áo khoác nhá. Khả năng là Trọng, tôi nghĩ là Trọng muốn giảm cân đấy, dù Trọng cũng đã gầy rồi, nhìn rất là gầy. Trình chưa, Trình nhỉ, dứt điểm vào Licker. Ok, rất tốt, là dứt điểm của Trình chuẩn xác đúng không? À, ta xem Trọng này, Trọng này. Trông Trọng di chuyển và tôi nghĩ là bắt đầu cái chấn thương của Trọng gần như là bình phục rồi đấy, 90% rồi đấy, tôi đoán thế thôi. Bởi vì cái thời gian nó rất là ngắn, mình không thể biết là nó như nào. Đây là Hoàng Đức này, Hoàng Đức của Viettel này. Chúng tôi bị đuổi đi rồi. Thôi, tạm biệt các bạn nhé. Hy vọng là trận tiếp theo, buổi tập tiếp theo thì tiếp tục anh em đồng hành cùng tôi ủng hộ. Bye bye.